Dạ, bà nói nghe nè. Rồi muốn ăn phô mai không? Bây giờ bà cho con ăn phô mai nha. Rồi, thèm lắm chứ gì. Rồi nè, cho con nè. Đó, ngon chưa? Sao kỳ? Đúng, phô mai bình thường mà. Thấy ngon không? Sao, vị gì? Thấy kỳ sao? Sao? Thợ ê. Đắng là tại có thuốc sử dụng á, uống trước đằng mai chết người nha.